Xin chào cả nhà đến với kênh Kim Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Hôm nay mình sẽ làm món thịt xá xí nhé. Mình làm xá xí với 1 kg thịt nạc vai. Ướp 2 muỗng cà phê bột tỏi, 2 muỗng cà phê bột hành. Mình có thể cho thêm hành hương băm nhuyễn nếu mình thích nha. Hai muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê tiêu. Hai muỗng canh nước tương. Một muỗng canh dầu mè. Nửa muỗng canh nhà màu điều. Hai muỗng canh dầu hào. Một muỗng canh dầu ăn. Bốn muỗng canh mật ong. Nửa bịch bột làm xá xíu. Nửa muỗng cà phê ngũ vị hương. Trộn đều và massage thịt cho thấm. Sau đó bỏ tủ lạnh khoảng 4 tiếng đồng hồ, hoặc là có thể để qua đêm. Bắt chảo lên bếp, khi chảo nóng thì cho dầu vào. Dầu nóng thì mình sẽ cho thịt vào rim.
thời gian rim khoảng 45 đến 1 tiếng đồng hồ, tùy theo miếng thịt mình cắt mỏng hay dài nhé. Mình để lửa low medium khoảng số 3, số 4. Mình thường xuyên check để miếng thịt không có bị cháy. Sau 15 đến 20 phút thì mình có thể trở ngược lại miếng thịt và đậy nắp lại để thịt mau chín. Sau khi trở ngược bề mặt của miếng thịt lại, mình cho thêm nửa ly nước vào và đậy nắp, bắt đầu rim tiếp. Và đây là thịt sau 45 phút rim, có màu cánh trắng rất là đẹp. Mời cả nhà nhé, dùng thử sashimi của mình xem vị như thế nào ha. Mình có thể dùng để làm bánh mì sashimi hoặc là bánh bao. Đây mình đang làm món hủ tiếu mì sashimi. Ăn thử một miếng thấy thịt rất là thấm, mềm, vị rất là ngon. Chúc cả nhà làm thành công món sashimi này nhé. Xin cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ kênh Kim Nguyễn Cuộc Sống Âm Ý. Xin hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.